Bây giờ sẽ là phần mà rất nhiều bạn ngóng chờ đó là livestream hỏi đáp da liễu hay nói đúng hơn là hỏi đáp nám da số 88 tại sao trong chủ đề này mình lại gọi là hỏi đáp nám da vì vào mùa hè này thì mình thấy đa phần những câu hỏi các bạn gửi đến kênh của mình ấy, là những câu hỏi về nám chắc có lẽ là rằng là các bạn đang bị nám nghiêm trọng trong những ngày hè nắng nóng như thế này mình sẽ thấy là tàn nhang mọc nhanh hơn rồi nám nó lan nhanh hơn buổi hôm trước thì chúng ta đã có 1.200 mắt xem mình kết nối giữa Facebook và bên này là YouTube này. đó YouTube thì để cho nhiều bạn YouTube có thể được vào. mình nhận được đến 4.000 câu hỏi ở trên YouTube các bạn trong một tháng. 4.000 câu hỏi mà mình chưa trả lời được một câu nào hết. vì một phần bận, một phần thứ hai nữa là mình muốn dành cái buổi livestream này để trả lời cho nhiều bạn. các bạn hỏi trực tuyến này thì dễ hơn. cái thứ hai nữa là cái chủ đề về nám. Á, mình thấy cái cái câu hỏi các bạn nó cũng tựa tựa nhau đa phần các bạn sẽ hỏi về tàn nhang các bạn hỏi về nắm mảng rồi ok bây giờ đã được gần một nghìn rồi mình sẽ cố gắng buổi hôm nay lên khoảng tầm một nghìn rưỡi một nghìn năm trăm người gì đó phá kỷ lục buổi hôm trước đi thì chúng ta sẽ uh, có một cái uh, cái gọi là cái mốc kỷ niệm để cho nó vui thôi chứ cũng chả phải là để làm cái gì cả mình không phải là live streamer để kiếm tiền ở trên này Thành ra thì chia sẻ cho các bạn là một cái điều mà làm nghề, nói chung chia sẻ các bạn là một cái điều rất vui. À, thuốc bôi á, thì các bạn, ở đây có rất nhiều bạn đang hỏi về cái thuốc bôi công thức 3 bước đúng không? Có rất nhiều bạn hỏi về công thức 3 bước để điều trị nám. Thì một tí nữa mình sẽ nói thật là kỹ. Thực ra thì có một cái video nếu những bạn nào mà xem, á, các bạn có thể là yêu cầu trợ lý của Thành gửi cái video về công thức 3 bước thầy nói rất kỹ và nói đi nói lại ba bốn video ở trong cái công thức này đây là công thức kinh điển các bạn bởi vì nó là công thức mà của giáo sư Obagi, giáo sư Fitzpatrick là những người gọi là cha đẻ của ngành da liễu thẩm mỹ trên toàn cầu người ta viết ra thì chúng ta là những người sinh sau đẻ muộn là chúng ta chỉ việc áp dụng theo thôi đúng không công thức sử dụng hydroquinone sử dụng abutin sử dụng retinol sử dụng công thức hòa trộn tẩy trắng gì đó là tất cả giáo sư người ta đã nghiên cứu rồi và anh em mình là chỉ việc áp dụng nó và mình đã áp dụng cái này đến bây giờ là gần 10 năm gần 10 năm trong cái quy trình hay nói đúng hơn là trong cái sự nghiệp của mình đó từ ngày khám phá công thức này thì điều trị cho hàng nghìn hàng vạn người ở tại Việt Nam khỏi nám có một làn da đẹp và khỏi nám mà da phải đẹp các bạn nhé thì công thức này có thể nói là công thức kinh điển là mình như vậy Sang Min 30 tháng 4 hôm vừa rồi em thấy anh không nghỉ vẫn làm việc hả Ờ đúng rồi, hôm tại vì cái hôm trước là anh đi Malai đi mất mấy ngày cho nên là hôm sau về thì anh làm việc bù để thăm khám một số bạn bệnh nhân mà bay từ Sài Gòn ra ấy. Kiên Thủy, Hoàng Na, Minh Hòa, Yến Cún, Phong Nhi, Minh Hồ, Thủy Đen, Bông Cỏ May, Tiến Vi, Cẩm Tú, Cúc Jin, Cu Cú Nhỏ, Cu <laughs> <Cú> Nhỏ, <laughs> Bạn Thỏ, Hoài Ca Bình Lê, Hằng Lê, Hải Hà, em mới đi Malai like về hạ chúc mừng em và phê mắc nhận giải nhé rồi ok domi minh nghe danh anh thành đã lâu mà nay mới được xem like trực tiếp đó rồi em anh đợt này anh cũng ít like bởi vì thực sự công việc rất là bận thứ hai nữa là những cái chủ đề của anh để anh quay thành những cái dạng video để cho các bạn tiện theo dõi vì không phải là lúc nào chúng ta cũng live stream trực tiếp được mà những cái về kiến thức này các bạn này mình nên đóng gói nó thành những cái kiến thức để cho ai cũng hiểu được cho nên công thức nám ba bước, công thức mụn ba bước là cái mà anh đã áp dụng trong nhiều năm. Và anh hy vọng là các bạn tin tưởng và các bạn tuân thủ theo công thức đó thôi nhé. Hi từ Minh xem like anh giết rồi muốn mở spa luôn á. Minh Tứ rất hâm mộ anh tuần trước có ra Hà Nội qua phòng khám mà không gặp. Ở hôm đó anh đi Malai mất mấy ngày, đi mất 3 ngày 4 đêm. Em đang dùng kem chống nắng Senni, em muốn đổi sang kem chống nắng của anh thì giá sao ạ? À? anh khuyên em là em không nên đổi vì uh, tốt nhất là các bạn đang có những cái sản phẩm chăm sóc da cơ bản ở tại nhà của hãng nào các bạn nên trung thành cái hãng đó để đỡ tốt tiền. Uh, nhiều bạn bảo là cái kem chống nắng mắc nó tốt hoặc là cái 5D của Facebook nó tốt quá. Rồi các bạn đang có cái kem dưỡng gì gì đó các bạn lại bỏ đi các bạn dùng thì mình thấy nó rất là phí. Cho nên tốt nhất thì ví dụ như em đang hợp với kem chống nắng Sandy của em cái hãng em đang dùng đúng không? Thì em nên là hỏi cái hãng đó là có kem vật lý có kem hóa học không nếu như em đang bị nám thì em xài kem vật lý và nếu như em đang bị mụn thì em xài kem hóa học nó chỉ đơn giản vậy thôi chứ không phải là phây mắc là cái sản phẩm tốt nhất không phải như vậy nên những cái sản phẩm chăm sóc da cơ bản thì sữa rửa mặt các bạn sẽ phân biệt là sữa rửa mặt có bọt hay không bọt hay là cái dầu tẩy trang là có cồn hay không cồn đúng không và kem chống nắng thì là vật lý hay hóa học và mình biết mình dùng cái loại nào nó chỉ đơn giản vậy thôi các bạn chứ đừng có thấy cái gì mà mình nhiều người dùng cái là mình lại đổ xô mình đi dùng mình vứt cái của mình đi nó không nên rồi bây giờ mình em đọc cuốn trị nám cuốn quá. Rồi ok, rất nhiều bạn đang hỏi về vấn đề nám da công thức 3 bước đúng không? Thì trong cái công thức 3 bước nó cũng đơn giản đấy các bạn. Công thức 3 bước là một cái công thức rất đơn giản thôi. Tức là chúng ta sẽ dùng cái bộ 5A 5B 5C. 5A là sử dụng trong điều trị tăng sắc tố, 5C điều trị rối loạn sắc tố và 5B là chống tai nám. Chỉ đúng theo công thức 3 bước như vậy. Những bạn nào quan tâm thì có có thể là để lại cái info sau đó thì mình sẽ nhờ bạn trợ lý bạn ấy gửi video các bạn nghe khoảng tầm 10 phút, nghe thật kỹ về công thức đó. Thì nó rõ ràng hơn và có hình ảnh minh họa nó dễ hơn nhé yeah. Thì công thức đó là công thức kinh điển mà người ta áp dụng trên thế giới và anh em mình chỉ việc áp dụng theo thôi. Minh Ngọc chúc mừng anh da em đẹp rồi. Cảm ơn anh và năm A. À. <laughs> Nói chung là em đẹp rồi thì um... ở đây bên dưới Minh Ngọc hỏi tiếp là hôm trước em bị hai cái mụn chỗ cằm có phải có phải chấm kháng sinh vào không anh? cái mụn của em nếu mà em lên thì nếu mà mụn viêm thì em chấm kháng sinh còn nếu không thì thôi thì em chỉ dùng cái M2 là xong thôi lên giải rác một hai cái mụn thì các bạn có thể là các bạn xem cái 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 cái, cái thói quen của mình ăn uống á. Minh An sao em cũng mua lọ kem Abutin mà sao họ bán có 200k thôi ạ? À? với cả em dùng cũng không thấy có tác dụng có lọ còn không đến 200k ấy. Thực ra thì cái thành phần Abutin đôi khi người ta sẽ dùng để người ta quảng cáo một số những cái dòng mỹ phẩm trắng da. Bởi vì cái thành phần này nó rất nổi tiếng trong cái việc điều trị nám hoặc là trong việc làm sáng da. Cho nên đôi khi là cái thành phần ở trong cái thuốc mà họ bán ấy, hay trong cái mỹ phẩm họ bán nó chỉ có không phải mấy phần trăm thôi. Nhưng họ cứ in lên bao bì, to tướng là như vậy để cho hấp dẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là cái quan trọng nhất của abutin như này các bạn này. Là đôi khi các bạn cũng sẽ tìm được những cái hãng rất nổi tiếng hoặc là một cái hãng lớn nào đó, họ bán abutin với nồng độ 5%. Nhưng mà tại sao mình dùng không có hiệu quả? Bởi vì đơn giản như này các bạn này, các bạn hình dung giống như thể là bây giờ mình đi mua chai nước hoa. Tại sao mà cái chai nước hoa của Việt Nam mình chỉ bán với giá có vài trăm ngàn thôi, nhưng các bạn đã mua được một cái chai to như cái lọ xì dầu, to như cái lọ tương ớt và nó chỉ có vài trăm ngàn trong khi cái lọ nước hoa Dio hoặc là Channel thì các bạn thấy là mình một cái chai nó chỉ có 30 ml đúng không? Nhưng mà các bạn có thể sử dụng và người ta bán với giá khoảng tầm vài triệu đồng. Vài trăm đô là chuyện rất bình thường. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ không phải là vì người ta không có cái mùi hương đó. Không phải vì Việt Nam chúng ta không có mùi peony, không phải là chúng ta không có mùi xuyến chi, không phải là có không có mùi green tức là mùi hương trà hoặc không phải là việt nam chúng ta không có mùi hoa mộc tất cả các mùi đó việt nam chúng ta có chúng ta vẫn mua được những hương liệu đó nhưng cái khác nhau ở đây các bạn này cái khác nhau ở đây là tại sao trong nước hoa của châu âu người ta bán đắt vì trong đó người ta có một cái công nghệ được gọi là công nghệ aromafic tức là cái công nghệ này là cái cách để họ làm cho cái mùi hương nó lưu được trên cái cơ thể của người dùng trong một thời gian một tiếng hai tiếng mà nó không bị bay đi À thì cái này được gọi là công nghệ định hương các bạn hay còn gọi là cái chất định hương, chất điều hương ở trong cái nước hoa đó. Thì cái đắt nó nằm ở cái chất đó, chứ không phải nằm ở cái hương liệu. Bởi vì thành phần của nước hoa ấy, nó rất đơn giản. Nó bao gồm có alcohol tức là tức là cồn. Cồn bãi hơi các bạn. Rồi nước lã. Rồi thành phần của hương liệu của chất bảo quản và đặc biệt có một chất rất quan trọng đó là chất định hương. Ví dụ như thể là ở trong cái chất định hương của nước hoa Chanel thì người ta sử dụng một cái chất được gọi là chất xạ cái chất xạ này được lấy từ cái tuyến sinh dục đực của con hưu cái con hưu xạ này nó có một cái tuyến sinh dục đực và một năm người ta chỉ khai thác được cái chất này nó chỉ có vài lần ở trong một năm của một đời con hưu thôi đó thì cái chất này nó quý là ở chỗ đó vậy thì nó đắt là đắt ở cái chỗ đó các bạn tức là khi mà cái mình thấy là cái nước hoa của việt nam mình nhá mình xịt vào trong cổ áo thì các bạn thấy là cái mùi ở đây nó hắc này nhưng mà ở trên toàn thân của mình thì mùi lại không thấy tức là cái khả năng để nó điều hương ra bên ngoài á nó kém và thứ hai nữa là cái độ lưu hương của nó, cái độ lưu hương là sao? Ví dụ như các bạn đi mưa, đi nắng về hoặc là đi gió về thì cái mùi hương đó mình xịt rất nồng nặc nhưng mà đi gió về là nó mất. Nhưng mà của nước hoa nước ngoài thì chúng ta thấy là cái mùi nó cứ thoang thoảng nó nhẹ nhẹ như vậy thôi, nó không có hắc. Ví dụ như các bạn xịt vào cánh tay nhưng cái phần cánh tay là một lúc sau nó vẫn tỏa ra toàn bộ cơ thể mình và đồng thời cái mùi này nó sẽ theo mình trong cả một ngày làm việc như vậy trong cả nửa ngày làm việc nó vẫn không mất đó vậy thì cái đắt nó nằm ở chỗ đó các bạn cho nên là cái tinh tế hay là cái sành điệu của người ta nó nằm ở chỗ đó chứ không phải là giống như việt nam mình có một số nước hoa gọi là nước hoa thầy cúng đúng không tức là mùi nồng nặc lên nhưng mà nó không có sang trọng và cái mùi nó người ta có thể dùng một cái từ là nó rất là bình dân hay nói đúng hơn là nó rất là rẻ tiền đó thì cái nước hoa việt nam mình là như vậy các bạn thì cái trong cái việc cái câu hỏi của bạn cái câu hỏi về abutin nhiều khi các bạn thấy là Tại sao cái lọ Abutin của anh em mua tận uh, mấy triệu Hay cái lọ Abutin hãng kia mua tận mấy triệu Của cái công ty kia em mua một cái thương hiệu lớn Người ta bán tận 3-4 triệu một lọ mà có mấy chục gam thôi Trong khi cái lọ này em thấy là một cái hũ Kem body to trà bá như vậy 300 gam vỗ toàn thân Cũng có thành phần Abutin Nhưng lại chỉ có 3-400 ngàn À bởi vì sao? Bởi vì cái nguồn nguyên liệu của Abutin Có thể người ta chỉ dùng cái cái loại uh, gọi là hạng 2, hạng 3 là các loại beta thôi còn cái người ta dùng cho da mặt là cái body xin lỗi các bạn là cái dạng alpha tức là dạng một hoặc là trong cái thành phần của nó nó không được năm phần trăm như quảng cáo tức là họ có thể họ in trên bao bì là năm phần trăm nhưng cái sản phẩm đó lại không có giấy tờ thì cái sản phẩm đó thực chất nó chỉ có không phải mấy phần trăm hoặc thậm chí nó không có nhưng người ta in lên thì người ta vẫn bán ở ngoài thị trường bởi vì như mình nói là người ta dùng cái thành phần này để quảng cáo đó hoặc là như mình vừa nói là gì là cái chất chất dẫn của abutin ở trong những cái sản phẩm mặc dù ok ông có thể năm phần trăm tôi cũng năm phần trăm cái nguồn nguyên liệu abutin của ông cũng tốt của tôi cũng tốt nhưng tại sao cái sản phẩm này nó sử dụng lại hiệu quả trong khi sản phẩm kia sử dụng không hiệu quả bởi vì cái tá dược nó nó có những cái chất được gọi là những cái chất dẫn các bạn nó cũng giống như nước hoa có chất định hương có chất điều hương đúng không chất giữ hương chất lưu hương thì cái đắt nó nằm ở chỗ đó đạt nó nằm ở tá dược chứ đôi khi nó lại không nằm ở cái cái hoạt chất chính đó cho nên trong cái việc bào chế nó cũng tương đối phức tạp thì về cơ bản đó, về cơ bản thì các bạn nên nên tìm hiểu kỹ một cái hãng nào đó đặt cái niềm tin vào họ trong cái việc mua những sản phẩm trắng da vì đôi khi là người ta sẽ bỏ những thành phần thủy ngân bỏ thành phần của các cái loại chất tẩy trắng mạnh như thể là resorcinol hoặc là người ta đưa vào đó những cái thành phần của corticoid để làm da của các bạn nó căng bóng nhanh hơn nó trắng nhanh hơn nhưng mà cái đó nó, nó rất nhiều tác dụng phụ các bạn trong khi người ta cứ in lên bao bì là abutin cho nên thành ra thì cái việc các bạn chọn một mỹ phẩm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không dễ là vì như vậy minh ngọc chúc mừng anh dược sĩ có tâm chúc mừng phê mắc đã đoạt giải ở malaysia về không có quà anh <laughs> anh có đem hai cái tháp đôi về đấy em sang anh lấy nói chung là về vác được xác về là may rồi bởi vì mùa này rất là nắng sang bên nó nắng hơn việt nam mình rất nhiều tiên minh em đọc cuốn chị nám của anh mới hiểu lâu nay mình hiểu toàn sai thực ra có hai cái sai chính trong cái cuốn đó cũng rất nhiều bạn sau khi đọc xong thì hai cái sổ tay các bạn đặc biệt là cuốn sổ tay chị nám thì mình thấy các bạn có hai cái sai chính một là các bạn nhận diện sai giữa cái tàn nhang và cái nám nội tiết đó tức là mình không biết cái nào là chân sâu cái nào là bề mặt mà mình chỉ thấy nó là những cái hạt ở bên gò má thì mình cứ nghĩ là nám nội tiết nhưng thực chất thì có thể đó là đốm đốm đâu có thể là đổi mồi có thể là tàn nhang đó và cái sai thứ hai là thường các bạn bị phụ thuộc cái công nghệ tức có nhiều bạn thì nghĩ rằng là mình đi spa lớn đi công nghệ cao rồi những cái máy đắt tiền thì mình điều trị khỏi nhưng không phải đâu các bạn không phải hoàn toàn sai cái việc các bạn điều trị nám á, là một cái căn bệnh mãn tính mà đã là mãn tính thì mình phải điều trị bằng thuốc bôi đó là nguyên tắc trong cơ thể mình tương tự như vậy cái gì là mãn tính thì mình phải điều trị bằng thói quen điều trị bằng thuốc sử dụng nội khoa chứ không thể điều trị bằng thủ thuật đó những cái gì cấp tính chẳng hạn như thể các bạn bị gãy chân đúng không? thì bác sĩ phải phẫu thuật phải bó bột phải đóng đinh thì cái đó là người ta điều trị bằng thủ thuật các bạn nhưng nếu như các bạn bị viêm dạ dày thì viêm dạ dày đây là mình phải thay đổi thói quen ăn uống của mình thay đổi thói quen sinh hoạt của mình và sử dụng các loại thuốc thuốc uống đó, tức là điều trị nội khoa nên điều trị nội khoa và ngoại khoa là như vậy trong khi nám da thì rất nhiều bạn hiểu rằng là nó không phải là căn bệnh cấp tính không có ai mà tối nay ngủ sáng mai dậy thấy nám cả nó là mãn tính bởi vì sao bởi vì nó xuất hiện trong vòng 2 năm 3 năm 5 năm dần dần nó mới lan ra thì nó là mãn tính các bạn mà nếu đã là mãn tính rồi thì mình phải điều trị bằng nội khoa tức là sử dụng thuốc bôi thoa chứ còn các bạn đừng có nghĩ rằng là máy laser là bắn được nám hay là sử dụng lăn kim laser piêu ra lột ra là điều trị nám không phải các bạn không thể điều trị bằng thủ thuật bởi vì nó không phải là căn bệnh cấp tính các bạn hoa anh túc bộ vip tốt nhưng không có bộ nhỏ em dùng bộ thường cũng giảm nắm nhiều rồi nếu em chuyển lên bộ vip được không ạ <laughs> cái này thì tùy em thôi nhé thiên an cặp nhiệt độ bị vỡ hạt thủy ngân rơi quệt vào da có việc gì không anh em nghe anh nói trong chương trình thủy ngân rất có hại hại lắm phải không ạ uhm, nói chung là hạt thủy ngân mà không may bị vỡ từ cái cặp nhiệt độ ấy, thì có một cái mẹo là em có thể là dùng cái lòng trắng trứng lòng trắng trứng gà ví dụ mình đập cái lòng trắng trứng gà ra mình đổ vào trong cái nơi vỡ đó sau đó thì mình lấy cái dây ăn mình lau đi chứ đừng có bao giờ các bạn ngay lập tức các bạn lấy dây ăn các bạn lau thì cái thủy ngân nó bay hơi các bạn biết là tại sao ngày xưa ấy, khi mà những cái mộ của các vị vua chúa hoặc là hoàng hậu gì đó thì người ta cứ bảo là cái mộ này là những cái tên trộm mộ sau đó đi đào mộ về và bị bị qua đời thì người ta cứ nói rằng là do cái việc linh hồn gì đó abc nhưng thực chất ấy, về bản chất thì trong những cái mộ này người ta chôn rất nhiều những cái thủy ngân ở trong cái ngôi mộ đó. Thì thủy ngân là một dạng kim loại nhưng nó lại bay hơi. Đó là một dạng kim loại đặc biệt nhất từ trước này, tức là nó ở thể lỏng và có khả năng bay hơi. Thành ra thì khi mà những cái tên trộm mộ này cái thủy ngân người ta không có biết. Và trong những cái mộ đó thì người ta có thậm chí ví dụ như các bạn biết là tần thủy hoàng đúng không? Trong ngôi lăng mộ của ông ta có cả dòng sông thủy ngân, tức là một cái cái kênh chỉ là dòng thủy ngân nó chảy ở trong đó thôi và cứ khi mở cái lăng mộ ra một cái thì thủy ngân nó bốc hơi và trộm mộ thì không biết và cứ hít vào thì về sau đó tuổi đời rất là ngắn và thậm chí là đột tử thì lúc đó người ta đồn là do ma mị hay do cái gì đó mê tín dị đoan gì đó nhưng thực chất bản chất là thủy ngân cho nên thủy ngân là một dạng kim loại dễ bay hơi như vậy mà khi các bạn hít vào thì vô hình chung chúng ta bị ảnh hưởng với sức khỏe rất nhiều cho nên nhiều bạn bị vỡ cái nhiệt kế thì ngay lập tức các bạn lấy khăn các bạn lau hoặc là vỡ ra cái cái vườn nách của mình đúng không cách của mình là hay cặp nhiệt độ mà vỡ ra cái thì các bạn lấy khăn các bạn lau phần đó thì ngay lập tức là mình hít phải thì nó cực kỳ hại đó cho nên có một cái mẹo là các bạn sẽ lấy cái lòng trắng trứng bởi vì trong lòng trắng trứng các bạn biết là tại sao cái quả trứng ung á thì mình hít là mình thấy cái mùi nó thum thụm nó thối bởi vì trong đó có thành phần của lưu huỳnh khi mà cái quả trứng bị ung thì nó sẽ phản ứng tạo ra những phản ứng và tạo ra một cái dạng axit là h2s và axit này ở dạng khí bay hơi. Cho nên khi mình ngửi thêm mùi nó là mùi rất khó chịu thì đó là mùi của H2S các bạn. Thì thành phần lưu huỳnh này khi nó phản ứng các bạn học hóa ngày xưa đúng không? Thì lưu huỳnh phản ứng với cả thủy ngân thì tạo ra HgS là một chất kết tủa. Tức là khi mình tạo ra phản ứng nó xong. Các bạn đập cái quả trứng vào trong cái phần thủy ngân bị vỡ đó. Các bạn thì lấy một cái thìa hay là một cái đũa gì đó các bạn trộn đều để cho nó phản ứng với nhau. Thì các bạn thấy nó đen kịt đi sau khi nó đen đến một cái thì mình lấy cái giấy ăn hoặc cái khăn khăn mùi xoa gì đó mình các bạn lau đi thấm nó vào lau đi và vứt ra bên ngoài đó thì nó là an toàn nhất thành ra thì khi mà các bạn thấy là những cái người mà người ta uh, sản xuất trong những cái khu công nghiệp có thủy ngân thì thông thường là cái bảo hiểm họ rất là cao bởi vì thủy ngân là một cái dạng kim loại rất độc nhiễm phải thì gần như là không có cách gì cứu chữa bởi vì nó là nhiễm toàn thân mà các bạn kim bình hương em đang dùng laser bắn nám chân sâu Đỡ được một nửa em mua bộ 5A bên anh Bôi được không ạ à? à, Theo anh nghĩ là em nên uh, Nên theo sự chỉ định của bác sĩ Ở bên phòng khám laser của em á. Bởi vì em bị nắm chân sâu Thì em bắn laser là đúng rồi Nhưng mà Thường là những cái cơ sở mà bắn laser Thì họ về họ cũng có thể là cho em Một cái bộ mỹ phẩm về họ để bôi Thì nhiều khi á, là các bạn để Bảo là em thấy bộ 5A bên anh Nhiều người dùng ok Sau đó thì các bạn mua về các bạn xài thì đôi khi là nó sẽ cái nọ đái kia các bạn và thứ hai nữa là cái sự chỉ định của bác sĩ nó không có thì khi các bạn cứ làm bên ngoài như vậy thì bác sĩ người ta lại rất khó trong cái việc người ta điều chỉnh thuốc hay là cái gì đó của các bạn cho nên tốt nhất thì nếu như trong trường hợp là em ngưng hẳn cái laser đó rồi ok anh có thể tư vấn cái bộ năm a em sử dụng là vô tư không sao hết nhưng mà nếu như trong trường hợp em vẫn đang theo bởi vì anh nghĩ là bây giờ em vẫn đang theo Tức là bây giờ em mới được một nửa đúng không? Tức là mới mờ 50% tức là vẫn đang bắn tiếp thì em nên trung thành với với bác sĩ mà em đang điều trị. Mình phải tin tưởng họ, mình phải tin tưởng. Kem tẩy lông dùng có được không anh? Hôm trước anh bảo nếu như lông mặt dày thì dẫn đến lỗ chân lông to, em dùng kem tẩy lông có được không ạ? Cái kem tẩy lông này các bạn này thì thực chất nó chỉ là cái thành phần của thioglycolic thôi, tức là một cái dạng axit để nó làm cho cái sợi lông của các bạn nó sơ vữa cái lớp sừng. Cái nhóm axit AHA hoặc là là cái thành phần thio tức là một cái dạng uh, este của nó hay một dạng muối gì đó mình không nhớ rõ. Thì cái thành phần này nó sẽ làm cho cái 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 sợi lông của chúng ta bởi vì lớp sừng mà gặp cái nhóm AHA gặp glycolic là nó sẽ bị sơ vữa Nên tại sao các bạn thấy là cái AHA được sử dụng để tẩy tế bào chết là vì như thế. Đúng không? Các bạn thấy những cái sản phẩm tế bào chết là AHA hoặc BHA thì bản chất nó chính là cái glycolic đó, thì cái glycolic này nó thuộc cái nhóm có tác dụng làm sơ vữa lớp sừng. Vậy thì khi mà chúng ta dùng cái thio glycolic ở nồng độ cao á, thì trong những kem tẩy lông là nó có cái thành phần này. Các bạn bôi lên các bạn thấy là lông của mình nó dụng đi. Chúng ta cứ nghĩ là tẩy lông, thực ra không phải. Bản chất nó cũng chả khác gì cạo lông. Bởi vì nó làm cho cái sợi lông của mình nè các bạn này, cái sợi lông này nó đứt gãy này. Đó cái khi mà cái axit nó ngấm vào đây thì cái chân lông này đúng không nó đứt gãy ở đây thì nó khác gì cạo lông đâu mình mua cái bàn cạo dâu mình cạo cho nó nhanh chứ tội gì mình phải làm như vậy cho nên các bạn càng tẩy lông thì lông mình càng mọc và sau này có khả năng bị viêm năng lông bởi vì khi cái lớp sừng ở đây cái axit nó ngấm vào trong cái lỗ chân lông của mình nó làm cho cái lớp sừng ở đây nó bị sơ vữa trong khi cái chân lông nó không hề chết mà nó lại mọc lông lên và khi cái lớp sừng sơ vữa các bạn lớp sừng ở đây sơ vữa này thì nó cái lông của mình thụt xuống nó thụt xuống và cái lỗ chân lông nó co lại và lúc cái sợi lông mới nó mọc lên bởi vì chân lông nó không chết nó vẫn mọc sợi lông mới nó không mọc lên được và nó gây viêm cho nên nhiều bạn bị viêm năng lông sau khi tẩy lông là vì như vậy nên cái kem tẩy lông là cái mà mình khuyên các bạn là không nên dùng không nên dùng nhé phi phi lọ số 3 em dùng nhanh hết anh nhỉ em tăng số 3 da bong đỡ nám hơn anh ạ còn một hai còn còn số một hai còn khá nhiều Hôm nào em qua phòng khám lấy thuốc Ừ ok Em bảo các bạn uh, trợ lý anh ship về cho Khỏi phải qua phòng khám Bởi vì bây giờ phòng khám anh chỉ mở từ ngày 24 Cho đến ngày 30 hàng tháng thôi Cho nên đôi khi các bạn qua thì không có người Huy Hoàn bộ vip đắt nhưng sắt ra miếng 5D Sao không làm chai nhỏ hơn anh Cái này là anh không biết <laughs> Em phải hỏi bên hãng sản xuất chứ anh Anh không rõ về cái Cái này Trần Huệ anh ơi anh ơi khi nào thì dùng công thức ABC và khi nào dùng ACB anh nếu như trong trường hợp em dùng cái bộ 5A đúng không cái công thức nám ba bước thì rất nhiều bạn biết rồi đó là 5A điều trị tăng sắc tố 5C điều trị rối loạn sắc tố và 5B để ổn định da trong tai nám thì cái thằng 5A nó dùng đầu tiên trong hai công thức ABC hoặc ACB nó nó đều là dùng 5A trước. Thì nếu như trong trường hợp nhá là em dùng 5A mà nó mờ được đến 80%, 90% rồi thì em chuyển sang 5B để ổn định da chống tái nám và sau đó thì mới chuyển 5C để điều trị rối loạn sắc tố. Có nghĩa rằng là trên da của mình đấy các bạn này, nó sẽ có hai cái dạng sắc tố chứ không phải có một. Khi các bạn bị nám á khi các bạn bị nám nó sẽ có hai cái loại sắc tố. Một là tăng sắc tố và hai là rối loạn sắc tố tại sao lại là tăng tăng là bởi vì cái phần nám của mình các bạn nó thâm hơn nó đậm hơn những phần xung quanh thì được gọi là tăng sắc tố và rối loạn sắc tố là bởi vì những cái phần xung quanh của mình ấy, thì nó sáng nhưng phần nám thì nó lại tối màu trong khi là cái đen da ấy, thì nó là đen toàn phần đen cả mặt nhưng nám da thì nó lại chỉ khu trú ở hai bên gò má thôi phần nám thì nó đen còn xung quanh thì lại trắng bởi vì nó bị rối loạn sắc tố các bạn tức là cái sự sắp xếp trật tự của melanin nó không có đồng đều thành thử ra thì trong cái công thức 5A ấy, là nó điều trị cái vấn đề đầu tiên đó là tăng sắc tố và 5C là điều trị vấn đề rối loạn sắc tố thì nếu như trong trường hợp là da các bạn đa phần là những vết tăng sắc tố thì mình xài ông 5A không thôi mình đã thấy là nó tác dụng rất tốt rồi nhưng nếu như đa phần nó là rối loạn sắc tố thì phải chuyển sang bước 5C thì mới hiệu quả đúng không cho nên là nếu như trong trường hợp ạ mà bạn xài 5A bạn đã thấy nó mờ đến 8 90 phần có nghĩa rằng là da mình đa phần là những vết gì các bạn là những vết tăng sắc tố thì lúc này các bạn chỉ cần là xài theo đúng công thức 5A 5B 5C theo đúng quy trình nhưng nếu như trong trường hợp là 5A xài mà nó không mờ được hoặc nó chỉ mờ có một ít thôi trắng ra một tí thôi mờ được khoảng tầm 10 20 phần thôi thì có nghĩa rằng là cái nám của mình đa phần lại là cái gì đa phần lại là rối loạn sắc tố thì lúc này các bạn phải chuyển sang công thức là gì? ACB bởi vì C lúc này lại mới là nhân vật chính. Đó chứ không phải là A bởi vì đa phần của mình là rối loạn mà. Thì lúc đó các bạn phải chuyển sang công thức 5C để điều trị rối loạn sắc tố rồi mới đến 5B để chống tai nám. Đó nó chỉ đơn giản vậy thôi, tức là có hai trường hợp như vậy nhé Chứ nó không có gì phức tạp là ABC ACB nó không có gì phức tạp hết. Tình nguyện bạn chị đang chữa nám bằng bộ 5A Bên em thấy da đẹp lắm mà chị chưa có tiền ca ca. Mi Thảo đêm nào cũng nghe chương trình của anh đợt này anh ít like vậy. Ừ anh cũng nói chung là cũng hơi lười. À, với cả thứ hai nữa là những cái chủ đề này thì anh đã nói rất kỹ rồi trong công thức nám da ba bước này rồi cách sử dụng từng cái thuốc một thì anh đã nói rất kỹ trong từng video các bạn chỉ cần các bạn bật lên nghe buổi tối trước khi đi ngủ nghe lên một lần hoặc là những chương trình livestream này thì bây giờ là số số 88 đúng không? Số 88 rồi thì nó quá nhiều những cái câu hỏi rồi, quá nhiều những cái trường hợp rồi thì tất cả các bạn có thể là tự mình trở thành bác sĩ của chính mình thôi. Bởi vì cái cái ngành làm đẹp này các bạn này nó không phải là một cái ngành chính thống được đào tạo giống như đào tạo y dược. Thành ra là rất nhiều bạn các bạn bị một cái là mình đi spa mình phụ thuộc hết ở spa. Mình nghe chuyên gia nào mình phụ thuộc hết ở chuyên gia đó mình nghe bác sĩ nào phụ thuộc hết được bác sĩ đó nhưng các bạn có tin không là đôi khi có những cái chưa chắc bác sĩ giỏi bằng các bạn ví dụ như mình nói về vấn đề sử dụng mỹ phẩm nhiều bác sĩ người ta còn không biết được thành phần dầu tẩy trang đó là cái gì nhiều bác sĩ còn chả biết được thành phần của sữa rửa mặt có bọt là cái gì không bọt là cái gì bởi vì sao bởi vì cái đó trong trường đại học y họ không có dạy trong trường đại học dược có dạy nhưng nó cũng chỉ là học theo kiểu là một môn để qua lớp thôi chứ nó không phải là một môn chuyên sâu đó, môn mỹ phẩm là một cái môn mà gần như là người ta bỏ qua giống như kiểu là học y học cổ truyền ở trong đại học dược các bạn gần như là chỉ học để để gọi là học cho biết thôi thành ra thì cái ngành này nó vẫn chưa được gọi là một ngành chính thức ngành làm đẹp các bạn ngành mỹ phẩm chưa gọi là ngành chính thức cho nên tất cả các bạn trở thành bác sĩ của chính mình đó, thì đó mới là cái thông minh nhất chứ còn đừng phụ thuộc vào ai hết các bạn Hoàng Thị Khanh, em đọc hết hai cuốn sổ tay anh viết rồi nhưng còn cuốn về thuốc bôi thì chưa thấy bạn Hà gửi ạ. À. Thế thì em phải gọi cho Hà giúp anh. Lê Như nghe danh anh Thành đã lâu mà không mở Sài Gòn tiếc quá. Dragon đỏ ra cô bị nám cho cô bắn laser không? Nếu như trong trường hợp là cô bị uh, nám chân sâu Nám chân sâu thì người gọi là cái gì các bạn nhỉ Người ta gọi là nám hori đúng không Hay còn gọi là bớt hori Tức là cái gì liên quan đến bớt Là chúng ta sẽ dùng laser Các bạn nhớ như vậy Cái gì liên quan đến bớt là dùng laser Hay còn gọi là cái nám trung bì Bởi vì cái gì nó thấm đến trung bì Là mình không thể nào mình dùng thuốc bôi Mình chữa được Tại sao các bạn biết là cái Cái vết xăm đúng không Mực xăm mình có bao giờ mình dùng thuốc trắng da Mình bôi cho nó khỏi được không 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 bao giờ dùng thuốc trắng da các bạn bôi được cái mực xăm nó khỏi hay các bạn cũng không thể nào dùng piu da lột da để bôi mực xăm nó mất được người ta phải dùng laser người ta bắn vì đơn giản là cái mực xăm các bạn biết là khi đi xăm thì nghệ nhân xăm người ta sẽ dùng cái cái máy phi kim để người ta đâm vào thịt của mình và khi đâm vào thịt của các bạn như vậy thì nó hơi dớm dớm máu và sau đó họ bôi mực lên họ vẽ mực lên thì cái đó nó giúp cho cái mực này nó ngấm được đến phần trung bì của da và đã đi đến phần trung bì thì không bao giờ nó nó mở không bao giờ nó tự nó mở được bởi vì nó đã ăn vào thịt rồi. phần trung bì là thịt cho nên những cái bớt hay là những cái cái bớt bẩm sinh hoặc là bớt mắc phải cái bớt bẩm sinh là bớt bớt mà khi mình đẻ ra mình đã có ấy. hoặc là bớt mắc phải là cái bớt người ta hay gọi là cái nám nội tiết các bạn người gọi là bớt hori ấy. thì cái đó người ta phải dùng laser bởi vì nó là một cái dạng dị biến của tế bào tức khi một cái tế bào ở trung bì của chúng ta nó có uh, những cái vấn đề gì đó uh, thì nó sẽ lắng động những con melanin ở dưới trung bì nó lan xuống trung bì thì cái đó là bắt buộc phải dùng laser để phản chứ không thể nào các bạn bôi được nhé còn cải lại thì cái nắm mảng hay cái tàn nhang thì ok các bạn có thể điều trị bằng thuốc bôi là rất đơn giản chứ không không có khó phan thị mình rất thích chương trình này chi loan em dùng bộ 5a ra khá rồi anh có kem dưỡng nào duy trì không anh em phải chuyển hết sang đúng quy trình cho anh nhé tức là mình phải um, dùng 5a sau đó thì chuyển 5c hoặc chuyển 5b rồi mới dùng dưỡng hoặc nếu như em dùng dưỡng bây giờ là cái bộ là cái sản phẩm 5d ấy, thì em xài vào ban ngày tức là cái 5d đó em xài vào ban ngày cho anh thân thanh chị Thái Thành nói về retinol hay quá muốn mua sử dụng không biết sao quan trọng là mục đích của chị để làm gì nhiều bạn các bạn ừ. mua mỹ phẩm dựa trên trên cái việc người ta review ở trên mạng cái này nó tương đối nguy hiểm các bạn nó không phải nguy hiểm về mặt tính mạng mà nguy hiểm về về cái túi tiền có nghĩa là đôi khi á bạn biết không trên thực tế thì một trăm loại mỹ phẩm có đến tám mươi loại là thuộc cái nhóm vô thưởng vô phạt mình lấy ví dụ chẳng hạn như một số loại mỹ phẩm mà chứa thành phần vitamin E, rồi thành phần uh, vitamin B3 hoặc là thành phần của uh, vitamin C, vân vân rất nhiều những cái dòng mỹ phẩm mà người ta chứa những cái hoạt chất nó, nói chung là ông không đến mà tớ thì cũng vượt qua, <laughs> có nghĩa rằng người ta gọi ông bà mình gọi ngày xưa gọi là dở ông dở thẳng kiểu như vậy, tức là nó không để điều trị cái gì cả nhưng dùng thì thi thoảng vẫn có người có tác dụng. Đó, thi thoảng các bạn thấy là có những người dùng vitamin C da lại sáng hơn. Nhưng mà có những người dùng vitamin C thì dùng mãi chả được cái gì cả. Bởi vì cái tác dụng nó không rõ ràng các bạn. Cái tác dụng nó không rõ ràng. Cũng giống như các bạn um, bảo là mình ăn hoa quả nhiều thì đẹp da, đúng không? Ăn hoa quả nhiều thì đẹp da là một cái câu nói mà đúng thực sự là vô thưởng vô phạt. Bởi vì trong cái hoa quả nó cũng rất nhiều loại hoa quả. Có những bạn đi ăn sầu riêng nhiều lên đầy bụng chứ đâu có đẹp. À, hay là có những bạn thì ăn vải thiều ăn nhãn nhiều thì mặt lên đầy mụn ra bởi vì nhãn vải là nó nhiệt đúng không thì nó đâu có đẹp có vấn đề là quả gì hay là ăn cái cái cái, cái, cái quả cái lượng đó là bao nhiêu đúng không thì nó là một câu chuyện nó dài lắm các bạn phân tích cho nó dài lắm cho nên nhiều khi là những cái thành phần chẳng hạn như quảng cáo vitamin b 3 mình thấy có rất nhiều người quảng cáo là gì có tác dụng mờ nám, có tác dụng trị thâm, có tác dụng trẻ hóa da, có tác dụng uh, chống lão hóa. Ôi rồi, làm gì mà có chuyện vitamin B3 nó có những tác dụng đó các bạn? Nó chỉ là những cái tác dụng không rõ ràng, hay nói đúng hơn là những tác dụng vô thưởng vô phạt. Và các bạn cứ nghe những review như vậy để các bạn mua về các bạn dùng. đó Các bạn phải hiểu được cái mục đích. Nếu như nhá, nếu như trong trường hợp các bạn chỉ dùng để dưỡng, thì câu chuyện là các bạn thích cái gì bạn dưỡng cái đó. Ví dụ các bạn thích dưỡng ẩm. Các bạn có thể mua HA, có thể mua Glycerin. Có thể mua thành phần của một số những cái loại ví dụ như Ectoin là các loại cao cấp, ví dụ như vậy chẳng hạn, dưỡng ẩm. Còn nếu như các bạn muốn để cho da của mình dưỡng lão hóa thì có thể là các bạn dùng Retinol. Hoặc nếu như trong trường hợp các bạn muốn dưỡng theo kiểu làm để phục hồi da thì các bạn có thể dùng peptide, Bioplacenta, ví dụ như vậy. Thì mình phải hiểu được cái mục đích của mình. Thế còn ở đây á chị Thanh chị có hỏi là cái retinol nghe nói hay quá thì muốn mua về sử dụng nhưng mà chị cũng chưa nói được kỹ là chị muốn mua để sử dụng với mục đích gì chẳng hạn như bây giờ nhiều bạn bảo là nghe retinol có một cái cô ở trên mạng cô nói review là có tác dụng trong việc giảm mụn có tác dụng trong việc trẻ hóa da có tác dụng trong việc giảm nhăn rồi thậm chí là nói bừa lên cả là có tác dụng trong việc trị nám nữa và nhiều bạn bảo ôi cái retinol này quá nổi tiếng rồi ra ngoài thị trường các bạn đặt ở trên mạng một cái hãng nổi tiếng nào đó Thậm chí đặt ở nước ngoài về một cái chai retinol dùng chả được cái gì Bởi vì mình không biết cái mục đích nó để làm gì cả Mình bị nám mình dùng retinol đơn độc thì Nếu như trong giai đoạn đầu gần như chả tác dụng gì các bạn Đúng không? Đó Cho nên mình phải hiểu cái tác dụng của nó là gì Thì retinol về cơ bản tác dụng của nó là để Giảm mụn Để trẻ hóa da Tức là nó sẽ nuôi dưỡng những cái tế bào của da chúng ta giúp cho da chúng ta nó khỏe hơn nó trẻ hơn thế nhưng đôi khi có những trường hợp lại không dùng được retinol chẳng hạn như da của bạn đang bị mỏng đỏ suy yếu thì dùng retinol nó kích ứng hoặc là da của các bạn mà đang điều trị nám thì các bạn phải dùng đúng quy trình của nó chứ không phải tự nhiên táng retinol vào chả biết để làm gì đang bị nám táng retinol vào mà không chống nắng nữa nó bắt nắng chứ thì mặt lại đen kịt đúng không cho nên là nó có tác dụng trong trường hợp này nhưng nó lại là cái thuốc độc trong trường hợp kia là vì như vậy nó giống kháng sinh như các bạn hay là thuốc giảm viêm thì nó có tác dụng trong trường hợp này nhưng trong trường hợp kia mà uống vào thì nó lại trở thành thuốc độc đó cho nên về cái hoạt chất các bạn không có mua theo kiểu như vậy nhé không có mình nghe ở đâu hay mình mua là rất dở bun bên anh có cắt bọng mắt không ạ à? ừ, anh không anh thì chỉ làm về nội khoa tức là những cái liên quan đến thuốc bôi hoặc là những cái về 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 điều trị một số bệnh đơn giản trên, uh, trên da, gọi là bệnh thì không đúng Gọi là những cái biểu hiện về thẩm mỹ Ví dụ như thế là bị tàn nhang, bị nám Bị mụn, những cái đó thôi Chứ còn anh thì không làm về cái phẫu thuật Cái đó em phải hỏi bác sĩ phẫu thuật Tứ riêng da chị bị tàn nhang Mua lọ C4 chấm nó rụng ra rồi Bôi 5A thấy nó mất rồi Nhưng chỗ bọng mắt Lại thấy thâm 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 là sao hả em Chị zalo uh, của bạn trợ lý em Sau đó gửi cho bạn ấy và bảo là em cho anh Thành xem cái này, tại vì là cái việc thâm thâm mở bọng mắt của chị thì nhiều khi cũng khó nói lắm, vì có thể là giai đoạn này chị mất ngủ chẳng hạn thì thấy nó thâm thâm đi, nó chả liên quan tức là nó không liên quan đến cái vấn đề là chị có chấm tàn nhang hay không hay là chị có bôi năm ai hay không, cái bọng mắt của mình đôi khi là các bạn biết là nó có khe đựng ánh sáng và cái khe này thì nếu như mà mình thức khuya nhiều thì nó sẽ bị thâm lại, mà trong một thời gian sau mình Uh, ăn uống đầy đủ rồi là mình uh, uống nước nhiều, thư giãn đầu óc thì nó lại 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 mờ thì nó không phải là do mỹ phẩm các bạn, không phải do mỹ phẩm. Nhiều bạn bị bọng mắt các bạn cứ mua những cái bôi tan bọng mắt rồi là gì gì đó và các bạn bôi nó rất nguy hiểm bởi vì phần bọng mắt của mình á, những cái kem tan bọng mắt thì có thể nó có chứa một số những cái dạng mỡ nóng hoặc là cái tinh dầu gừng để nó làm cho cái cái phần bọng mắt của mình nó nó tan đi cái phần phần thâm xin lỗi các bạn tan đi phần mỡ giống như thể là một số những cái kem giảm béo ấy. nó chứa tinh dầu gừng rất nhiều nhưng các bạn biết là phần mắt của mình mà xông cái đó vào tan đâu chưa thấy nhưng thấy cái mắt của mình nó đã có vấn đề vì những cái tinh dầu gừng này nó khác gì là mình mình sát ớt đâu các bạn nó rất là nóng Đúng không? mà chắc chắn là nó không tan bởi vì mình đã nói các bạn là cái hoạt chất nó không thể nào đi được đến phần trung bì hạ bì để nó làm giảm mỡ mà nó chỉ nằm ở trên thượng bì cho nên cái này nó chỉ là cái cảm giác giống như mình xoa dầu gió đấy các bạn nên nó không có tác dụng gì cả nhé ken linh anh ơi biết làm sao được kem nào là kem trộn anh thực ra thì nghe câu này thì đơn giản nhưng mà trả lời không dễ đâu các bạn bởi vì cái kem trộn đó, là một cái gì đó nó rất là mơ hồ mình không thể biết được cái nào là kem trộn khi mà khi mà mình chỉ nhìn cái bề ngoài của nó đôi khi là nhìn cái bao bì nó chỉ đoán thôi chẳng hạn như mình nhìn cái bao bì nó hoa văn nhiều rồi là Hoàng Cung, Hoa Hậu gì đó Thì mình nghĩ rằng là đây là chỉ có mấy ông Trung Quốc Ông sản xuất cái kiểu Cái kiểu nó tàu tàu cổ điển như vậy thôi Chứ còn lại thì cái sản phẩm phương Tây Thì ít khi người ta Còn cái sản phẩm phương Tây Thì ít khi người ta dùng những cái đồ họa Theo kiểu giống như Trung Quốc như thế đó, Thì mình có thể, mình đoán nó là kem trộn Vì nó hơi tàu tàu Hoặc là những cái kem mà mình nghe mùi nó hắc Vì người ta phải cho những cái cái thành phần uh, mùi hắc vào để nó át cái mùi lưu huỳnh hoặc là một số những cái kem mà mình bôi mình thấy nó trắng nhanh tức là dựa vào những cái đặc tính vật lý của nó thôi mình bôi mình thấy nó trắng nhanh nhớ mình nhìn mắt thường mình thấy nó trắng nhanh quá hay là mụn của mình bôi hôm nay mà đến hai ba ngày sau nó giảm thì chỉ có corticoid thôi à, tức là những cái chất kháng viêm nó làm như vậy thì mình đoán nó là kem trộn à, hoặc là nếu như trong trường hợp các bạn có trình độ cao hơn các bạn yêu cầu cái đơn vị mà phân phối họ xuất hóa đơn đỏ hoặc là người ta xuất cái gọi là cái phiếu công bố tức là cái công bố là cái mà bộ y tế người ta quản lý về ngành mỹ phẩm cái công bố đó đó thì mình mới có thể là mình đoán được một phần thôi chứ còn trên thực tế thì nếu như người ta đã tinh vi người ta đã qua mắt thì chỉ có cách đem cái kem đi kiểm nghiệm mà đi kiểm nghiệm các bạn biết là một lần đi kiểm nghiệm nó không hề rẻ một tí nào có thể là mười mấy triệu mới kiểm ra được 12 thành phần corticoid đúng không mà mình không lẽ là vì một cái bộ mỹ phẩm mình bỏ mười mấy triệu ra đi kiểm nghiệm như thế thì nó nó rất là rất là mất rất là mất công và thứ hai nữa là nếu mình tin thì không dùng mà dùng thì không tin nó chỉ đơn giản vậy thôi còn để mà nói về kem trộn thì dựa vào mấy cái đặc tính kia thì anh nghĩ rằng là nó cũng đã lộ được phần nào cái bản chất của nó tí nhỏ uống collagen có tốt không anh thực phẩm chức năng nào tốt cho da về cơ bản thì cái thực phẩm chức năng tác dụng lên da nó không rõ ràng đa phần là như vậy chỉ có một số những cái thực phẩm chức năng hỗ trợ thôi ví dụ chẳng hạn nếu bạn bị mụn thì các bạn uống viên kẽm uống biotin rồi uống uh, những cái dạng uh, mát gan boganic uh, ví dụ thế chẳng hạn chứ còn um, để mà nói bảo trị nám nhiều bạn bảo là uống glutathione hoặc là các bạn uống tranexamic acid vân vân để trị nám thì thật các bạn là mình mình cũng gặp rất nhiều rất nhiều rất rất nhiều những khách hàng bệnh nhân đến phòng khám cầm cả một lô xích sông những cái uống uống no thì ở nhà. Nhưng mà cuối cùng thì chả được cái gì cả. Bởi vì cái tác dụng của nó lên da ấy nó không có rõ ràng. Nó không hề rõ ràng một tí nào nếu như nói đúng hơn là nó không có nghiên cứu khoa học nào cụ thể cả. Chỉ là người tiêu dùng người ta nghe hoặc là người ta nghe những cái người làm YouTube, người ta quảng cáo, người ta nói trong những video để làm cái tiêu đề các bạn biết là có nhiều người người ta vì cái vấn đề câu view Người ta phải bỏ ra rất nhiều những cái Người ta phải, phải phải chế ra rất nhiều những cái tiêu đề gây sốc Ví dụ như chẳng hạn như Uống ngừa lô ta thế ông Trắng da sau 28 ngày đó Hoặc là uống ngừa luta ta thế ông uh, Trắng mịn như hoa hậu Vân vân cái gì đó đúng không? Rất nhiều Cuối cùng là cái người tiêu dùng thì có biết đâu Cứ thế mua về uống Và cuối cùng thì Nói chung là tiền mất tật thì không mang gì Cái may mắn là tật không có mang gì Nhưng mà tiền mất đúng không Cho nên là những cái sản phẩm các bạn biết là 100 sản phẩm trên thị trường nhưng mình nói ban nãy là có đến 80% Là những sản phẩm vô thưởng vô phạt Tức là Cái may của mình là cái, cái sản phẩm đó nó vô thưởng vô phạt Chứ nó có phạt nữa thì chết Có nghĩa rằng là có những sản phẩm là nó lại còn là kem trộn Như ban nãy bạn đã hỏi Tức là nó lại còn làm ra mình hại đi nhưng mà nếu như vô thưởng vô phạt thì cái mình mất là mất tiền oan, mất thời gian, đúng không? Mất niềm tin vào sử dụng. Đó thế còn lại chỉ có 10% là những sản phẩm có tác dụng thật sự, còn 10% còn lại là những cái sản phẩm trôi nổi kem lậu, kem trộn, kem corticoid gì đó ở ngoài thị trường. Đó cái ngành mỹ phẩm nó là phức tạp như vậy. Cho nên là đôi khi là cái lời quảng cáo người ta nó chỉ nó chỉ là cái cái mình nghe thôi, còn trên thực tế thì cái tác dụng của nó ấy nó chưa có một cái chứng minh thực tế nào trên trên cái cơ thể người dùng nó cụ thể cả Trên cái đó thì chúng ta cũng chỉ là nếu như bạn nào có điều kiện kinh tế thì ok các bạn cứ test thử xem sao nhé bộ 5 c da bong xong đẹp anh nhỉ em dùng 5 c để trị nám à minh hoan minh hoa anh ơi điều trị bên Hà Thủy Spa được 7 tháng Bên đó bắn laser cho em được hơn 10 lần Thì thấy không đỡ sau đó chuyển sang lăn kim Thực sự không biết giờ nên theo nữa không uhm, Nói chung là cái tên thương hiệu thì mình xin phép là mình sẽ không có không có, có 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 đánh giá về cái tên thương hiệu bởi vì tên của cái cơ sở này mình nghĩ là là nó cũng là một cái cơ sở mà ở tại địa phương của bạn thôi. Nhưng mà về cơ bản á là cái việc em em chưa trang bị cho em kiến thức, đúng không? Nên là khi mà em dùng em không biết là em đang đi đâu. Đa phần mọi người là như vậy. Tức là như anh nói ban đầu là gì? Là các bạn thường là do mình mà ra chứ đừng bao giờ trách người khác cũng giống như thể là bây giờ các bạn bị một cô bạn nói xấu mình, sau đó mình giận dữ mình điên lên mình khùng lên mình chửi nhau cô ta thì thực ra mình cứ nghĩ là do cô ta cô sai nhưng thực chất đó, là do mình bởi vì nếu như mình bỏ ngoài tai những lời như thế thì mình đâu có giận cái gì đúng không hay là mình giống như phật dạy tức là mình xả bỏ đi tức là mình không tham sân si không đố kỵ không ganh ghét không sân hận thì tự nhiên là cái việc đó to thành nhỏ nhỏ thành không có gì thì ban đầu mình cứ nghĩ là do cô ta nói xấu nên em mới thế chứ thực ra em đâu có phải như thế nhưng thực ra không phải bản chất của bạn là một người mà bạn có cái tôi lớn thì khi người ta đụng đến cái tôi của bạn thì tự nhiên là bạn sân hận lên kiểu như vậy thế thì trong cái việc các bạn đi điều trị ở tại spa ấy thì cái việc mà điều trị thất bại chúng ta đừng có trách spa bởi vì đơn giản là bản thân chúng ta không có kiến thức mà chúng ta lại giao cả cái gương mặt là cái tài sản lớn nhất của đời mình cho một cái cơ sở thì nghiễm nhiên cũng giống như bây giờ các bạn lấy sổ đỏ ở nhà mình ấy. bạn đưa cho một người ngoài và bảo họ là chị đi đầu tư chứng khoán cho em thì các bạn có dám làm không hay đi đầu tư bitcoin hay cái gì được cho người ta các bạn dám làm không không nhưng mà tại sao gương mặt của bạn nó còn quý hơn cái sổ đỏ mà bạn lại giao cho một cái cơ sở mà có thể bạn tin tưởng ở trong đầu nhưng mà vì trí tuệ bạn không hiểu được người ta đang làm cái gì đó thì nghiễm nhiên là gì là lỗi là nằm ở mình trước nên là ngày xưa mình đi học Học ra của một số thầy ở viện gia liễu ấy. Thì thầy có bảo là Khi gặp bệnh nhân mà cứ kêu rằng là cơ sở này Cơ sở kia mà điều trị sai Thì các thầy hay chửi Các thầy có tuổi nên các thầy chửi mạnh lắm Thầy bảo là thế Tao hỏi mày là mày đi ngoài đường rồi nó lôi mày vào Để nó làm cái mặt của mày à Hay là mày tự tìm đến nó thì học sinh một số bạn bệnh nhân mới bảo là em tự tìm đến người ta đúng không đấy thì vấn đề là do do mình tự tìm đến họ chứ đâu phải mình đi đang đi ngoài đường họ lôi mình vào đâu đó. cho nên là chúng ta ham đẹp nhanh chúng ta nghe quảng cáo mà chúng ta không hiểu thì nghiễm nhiên là cái vấn đề của các bạn nó gặp phải là chuyện bình thường các bạn giao sổ đỏ của nhà mình cho một người người ngoài và khi người ta làm thua lỗ đi thì các bạn trách người ta là do đầu tiên là phải do mình nên quay lại chuyên môn một tí thì cái vấn đề mà em sử dụng laser hay sử dụng lăn kim á, thì như anh nói rất nhiều đó là gì tất cả các biện pháp đó nó chỉ là chữa cái ngọn cây thôi nó không chữa cái gốc cây cái vấn đề nám nó nằm ở dưới gốc Tức là do cái con tế bào melanocyt ở dưới đáy ấy, Nó bị ốp Hay nói đúng hơn là nó bị mắc vấn đề mãn tính Về cái việc sản xuất melanin của nó Thì mình phải chữa cái con đấy Chứ không phải là mình đi chữa cái melanin Cái melanin nó chỉ là cái sản phẩm của nó thôi Đúng không? Giống như bây giờ các bạn Bị hư động cơ xe Cái xe không đi được Mà các bạn cứ đi Đi chữa cái lốp à, Hay đi chữa cái vô lăng Thì đương nhiên là không thể đúng không? tức là chúng ta không chữa ý gốc giống như bây giờ các bạn bị uh, thoát vị địa đệm hay các bạn bị uh, thoái hóa cuộc sống mình thấy cái lưng mình đau quá sau đó các bạn mua một số những cái thuốc giảm đau về các bạn uống đúng không? mua salicylat mua rồi uh, prednisolon rồi mua uh, đó tất cả các loại thuốc mà về xương khớp đấy hoặc là mua voltaren về các bạn thoa thì tất cả mọi cái thuốc đó nó chỉ là giảm đau thôi các bạn nó chỉ là kháng viêm giảm đau trong lúc đó thôi còn thoái hóa thì vẫn hoàn thoái hóa thoát vị thì vẫn hoàn thoát vị bởi vì cái cái gốc các bạn không chữa các bạn chỉ đi chữa cái cái biểu hiện thì cái lăn kim ấy các bạn hay là cái laser nó cũng không phải là xấu mà có nghĩa rằng là người ta áp dụng trong những trường hợp đó không đúng chẳng hạn như lăn kim thì có thể là trong việc điều trị sẹo cũng có một số những cái ca điều trị thành công trong lăn kim hoặc là trong việc laser thì như mình nói là sử dụng để bắn bớt thì nó rất là tốt, rất là ok. Nhưng nám da nó là bệnh lý mà các bạn. Đúng không? Thì laser nó chỉ là lấy đi sắc tố thôi mà. Tức là nó giải quyết cái vấn đề trước mắt. Đó, cho nên là khi các bạn bắn mà nó quá liều đi một cái thì mất sắc tố, mà bắn mà nó không đủ liều thì nó không khỏi. Mà bắn nhiều quá thì nó lại tăng sắc tố. Đó cho nên là cái laser là cái rất dở. Nếu như áp dụng nó không đúng thành ra thì trong trường hợp này thì minh hoa cố gắng là em em sẽ chụp cái ảnh ra mặt nhé em gửi qua cho trợ lý của anh thì sau đó thì bạn ấy sẽ chỉ cho em một số những cái cách ở tại nhà có thể là đầu tiên là em sẽ phải phải ngừng cái liệu pháp đó nếu như da em bây giờ đang tổn thương nhiều quá để da em nghỉ ngơi một thời gian sau đó thì điều trị cái gì mới điều trị sau tam nhi tam nhi là câu hỏi bên dưới từ từ mình đợi xíu mình sẽ tìm lại ở à đây anh ơi dùng nước gạo rửa mặt có được không anh? <laughs> nước gạo thì nghe quảng cáo là có thành phần của axit uh, kojic. Axit kojic là cái được chiết xuất từ việc uh, lên men gạo. Thế nhưng mà thực tế thì các bạn biết là cái gì mà có nghiên cứu khoa học thì chúng ta mới biết được hàm lượng nồng độ phần trăm. Còn trong nước gạo thì nó có có bao nhiêu đâu em? Nó chỉ là một cái ít cám gạo cộng với cả một cái ít cái bột bột cám từ cái máy máy sát máy lô. Sau đó thì mình vo gạo thì nó tạo ra cái mùi một cái màu đục đục đấy. Nhiều bạn mà là nghe nói là cám gạo có thành phần axit cozic. Nhưng bạn biết là để mà chiết xuất hay nói đúng hơn là để mà gia công lấy ra được một cái lượng axit cozic là 100 g thì người ta cần đến cả mấy mấy chục cân của gạo thì chúng ta hiểu rằng là được 100 g axit kojic mà cần mấy chục cân gạo trong khi là em có một tí cái cái gạo em nấu cơm thôi thì em ra em nghĩ được mấy gram nó được không phải mấy gram của cái gạo đó nó ra thành cái nước thì em chỉ được có không không mấy của cái cái axit kojic thôi thì nồng độ nó quá là nhỏ so với cái cái cần thiết để mình làm sáng ra trong khi cái mỹ phẩm mà có axit kojic mấy phần trăm còn đang bôi còn chả thấy ăn ai nói gì là một tí nước gạo cho nên là nếu như em dùng nó với mục đích để sáng ra ấy, thì chắc có lẽ là em chỉ tốn thời gian oan thôi mà đôi khi nước gạo của mình bây giờ các bạn biết là gạo nó đâu phải sạch như ngày xưa ông bà mình trồng gạo trung quốc rồi gạo nhập khẩu từ đâu 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 với chất bảo quản đầy lên cho nên là những cái giải pháp tự nhiên thì thường là mình khuyên các bạn là không dùng không phải là vì để các bạn mua mỹ phẩm hay gì đó không phải mà vì nó chả được cái gì cả nhiều bạn bảo là anh ấy đắp quả bơ để dưỡng da có được không rồi anh ấy đắp sữa chua trộn với cả mật ong có được không vân vân thì nó thật các bạn là tốt nhất là thôi bỏ đó, nó nó có một cái cái căn cứ khoa học hay nói đúng hơn là nó không nghiên cứu cụ thể nào về những cái đó chúng ta cứ nghe theo kiểu là giống như ăn ốc bổ ốc ăn gan bổ gan ăn thận bổ thận kiểu nghe theo kiểu dân gian như vậy nó không không có có xác thực tốt nhất là thôi thí muội dùng bộ 5A cần có bong chóc nhưng ra em dùng không hiểu sao dùng số 3 lại không bong là sao hả anh? Nhưng em vẫn thấy nám có mờ một chút. Uhm, cái bộ 5A mình hiểu như này nhá. Trong cái quy trình điều trị nám da ba bước đó, thì ông 5A là ông đầu tiên các bạn sử dụng. Thì cái ông này là tác dụng điều trị tăng sắc tố. Để điều trị được tăng sắc tố thì chúng ta lại cũng cần làm ba việc các bạn nhớ là công thức 3 nhân 3 tức là quy trình điều trị nám thì cần 3 giai đoạn giai đoạn 1 là điều trị tăng sắc tố giai đoạn 2 là giai đoạn điều trị rối loạn sắc tố và giai đoạn 3 là giai đoạn chống tái nám thì trong cái công thức của cái ông 5A nó cũng cần làm 3 việc đó 3 nhân 3 là vì như vậy một là nó phải lấy đi những sắc tố đã hình thành hai là nuôi dưỡng những tế bào da non yếu và ba là ức chế không cho melanin sản xuất thêm sắc tố mới nó cũng giống như một cái cây thôi các bạn mình lấy ví dụ cái cây là cái mà nhiều bạn dễ hiểu đơn giản ai cũng hiểu được một cái cây bị vàng lá bây giờ các bạn muốn cho cái cây này xanh lại bạn phải làm sao thì đương nhiên là một là mình phải gì các bạn một là chúng ta phải ngắt đi những lá vàng đã hình thành hai là chúng ta sẽ phải dưỡng tức là bón phân bón nước cái gì đó dưỡng cho cái cây này nó khỏe lên và ba là tiêu diệt con sâu độc thân ở dưới gốc thì tương tự như vậy trong bộ 5 a nó cũng làm tương tự như vậy cái sản phẩm một hai ba đó chính là cái nó làm ra các bạn bong ra những tế bào nám đã hình thành nó giống như một ông thợ ba ông thợ thì đúng hơn một hai ba mà ba sản phẩm đó ba ông thợ này có nhiệm vụ lên ngọn cây để đi ngắt đi những cái lá vàng nếu cắt đi cầm kéo cắt đi những cái lá vàng đã hình thành ở trên trên ngọn cây còn cái ông thuốc số 4 chính là cái thuốc dưỡng các bạn dùng ban ngày dùng hàng ngày đó để nuôi dưỡng những tế bào da non yếu rồi nuôi dưỡng cho cái da mình nó khỏe lên còn ông số 5 a là ông để làm gì để tiêu diệt sâu đục thân ở dưới gốc tức là ông ấy sẽ xuống đến màng đáy ngấm đến màng đáy để ức chế cái sự sản xuất của melanin tức là tôi không cho ông sản xuất melanin nữa bởi vì như thế này là quá đủ rồi đúng không và khi các bạn sử dụng thì có cái gen nick là vì như vậy bởi vì cái ông 5 a là ông phải thấm xuống đến màng đáy nên phải có genic để nó hỗ trợ cho Nam A đi sâu hơn đó vậy thì về cơ bản thì cái bộ Nam A đơn giản như vậy thôi các bạn có ba cái chai 123 là một cái là cái dung dịch để piêu ra cái số 4 là cái dưỡng da và cái số 5 là cái ức chế da nó đơn giản như vậy thôi vậy thì khi các bạn dùng tại sao lại phải cần có hiện tượng bong nó thí muội hỏi là tại sao mà không bong à, thì vấn đề ở chỗ là đơn giản là em dùng 123 nó chưa đủ liều và đặc biệt là trong cái 123 thì cái thuốc số 3 là cái nhân vật mà làm cho da em bong, cho nên là em phải tăng liều của số 3 lên. Có nghĩa rằng là khi mình sử dụng các bạn, không phải là cái công thức của nhà sản xuất là một tuần sử dụng một lần, đó là công thức chung trong công bố thì người ta buộc người ta phải in những cái đó lên bao bì để đúng với cả công bố. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì chúng ta phải điều chỉnh. À, cũng giống như thể các bạn thấy là cái liều thuốc của paracetamol, đúng không? thì trẻ em một liều, người trung niên một liều. À, xin lỗi các bạn thanh niên một liều người trung niên một liều nhưng mà tùy vào cái mức độ đáp ứng của thuốc thì có những người mà chẳng hạn như mãn tính rồi hay là nói đúng hơn là người ta đã chai thuốc rồi lì thuốc rồi thì cái liều người ta phải cao hơn Đó, chứ không phải là ai giống nhau thì cái da các bạn cũng tương tự như vậy không phải là cái số 3 cứ một tuần một lần thì tất cả mọi người đều bong không phải bởi vì cái biểu bì da các bạn có những người da rất lì thì các bạn phải tăng lên là một tuần hai lần một tuần ba lần một tuần bốn lần thậm chí là dùng hàng đêm cho đến khi nào mình thấy hiện tượng bong thì thôi ờ, còn nếu như mà các bạn tăng lên rồi mà nó không bong được thì các bạn phải thay đổi cái nồng độ tức là các bạn phải mua thêm cái chai nhỏ nhỏ cái chai c 3 cái chai có 10 ml thôi đây à đây cái chai c 3 đây các bạn nó cái chai này có 10 ml thôi thì cái chai này là nồng độ gọi là nồng độ cao nồng độ cao thì khi các bạn sử dụng cái thằng này á các bạn cũng tương tự như vậy, mình cũng phải test là một tuần dùng một lần trước, sau đó một tuần hai lần. Tóm lại là mình dùng C3 hay là V3 hay là X3 hay là H3. Mục đích cuối cùng cũng là để nó bong, đúng không? Cho nên là tóm lại là các bạn dùng theo cách gì đó, các bạn phải tăng liều dần lên để cho nó bong ra. Thì khi nó bong được thì cái da mình nó mờ nám rồi các bạn. Bởi vì cái này nó là enzyme sinh học nó không phải là axit cho nên khi các bạn dùng thì chúng ta không có sợ tác dụng phụ của nó là gây kích ứng da, hay tác dụng phụ của nó là gây ra cái hiện tượng da mình nó bị mỏng hay bị tổn thương cái gì đó không phải đó và rất nhiều bạn đang nhầm lẫn giữa cái việc bong da và lột da các bạn, cái bong da là tốt chứ không có gì hại hết. Chúng ta đi tắm thì các bạn thấy là da mình vẫn bong, hay là chúng ta kỳ cái da chết của mình thì thấy da mình vẫn bong, da tiệm spa thì họ vẫn dùng những cái dạng tẩy da chết để họ tẩy da cho các bạn thì bản chất nó vẫn là bong nhưng mà cái bong da này nó có hại không các bạn không cũng giống như một cái cây mình cắt đi những cành nó bị hư cành nó bị úa rồi những cái lá nó bị vàng thì nó là tốt chứ đâu có gì đâu không tốt đúng không? Chứ đâu phải là mình mình chặt cái cây đâu còn các bạn lột da mới là hại tức là lột da là dùng axit dùng phenol để lột thì đó mới là hại cho nên các bạn thường hay bị nhầm giữa hai khái niệm là bong da và lột da đó cho nên là bong da nó rất là tốt và quan trọng nhất là khi sử dụng các bạn phải làm sao nó bong mùn À, cái hiện tượng bong mùn ở trên da là hiện tượng cần thiết để các bạn có một làn da nám xin lỗi các bạn là một làn da nó sạch được nám vậy thì nhiều bạn hỏi là sau khi mà bôi C3 lên thì bao nhiêu lâu thì nó bong thì thông thường là sau khoảng tầm 2 đến 3 ngày nó sẽ bong thì làm sao để biết hai ba ngày sau bong thì rất đơn giản là khi sử dụng các bạn phải thấy có hiện tượng châm chích bỏng đốt thì hai ba ngày sau nó sẽ bong tức là khi sử dụng bôi C3 lên hoặc là bôi V3 lên thì các bạn phải cái hiện tượng châm chích bỏng đốt thì nó mới chứng tỏ được là cái thuốc này đang hoạt hóa trên da của bạn nó đang đốt những tế bào lão hóa đốt tế bào nám còn nếu như không thì các bạn sẽ thấy là hai ba ngày sau khi mình dùng nhé tức là khi bây giờ mình bôi lên này mà không thấy cái hiện tượng châm chích bỏng đốt thì hai ba ngày sau chắc chắn không bỏng đó đấy là cái biểu hiện của nó cái bắt buộc nó phải có biểu hiện như vậy thì hai ba ngày sau nó mới bong còn không thì nó sẽ không bong được đâu nên là nhiều bạn sẽ cần phải xem lại cái cách dùng của mình như thế nào hình minh chúc anh thành luôn sức khỏe và ra nhiều video hơn ạ à. uhm, anh cũng sẽ cố gắng ra nhiều uh, bởi vì uh, thực ra thì cũng không nên là nhiều quá vì nhiều quá thì dẫn đến uh, các bạn sẽ bị loạn cái kiến thức của mình nên đóng gói để nó đơn giản để ai cũng hiểu được yeah. thì anh theo phương châm của anh thì anh không phải là cái người làm facebook hay là làm marketing Uh, theo kiểu là tạo view á, <laughs> tạo view để um, để mình kiếm tiền facebook á, hay là kiếm tiền youtube á. nên là thành ra thì anh không quan trọng lắm trong cái việc là phải ra đi video đều để kênh nó tăng lượng subscribe nọ kia thì anh cũng không không nặng nề cái vấn đề đó nên nhiều bạn bảo là tại sao mà lâu lâu không thấy anh ra video bởi vì tất cả mọi chủ đề anh đã nói hết rồi nói rất kỹ rồi chẳng qua các bạn có chịu nghe hay không thôi đó, trong live stream hỏi đáp thì các chủ đề là mình cũng nói từ câu hỏi đơn giản đến câu hỏi phức tạp là chia sẻ hết cho các bạn min min nhỏ da em bùng da em dùng bong rồi thì bây giờ có bong tiếp không anh có bôi à có bôi tiếp không anh <laughs> nếu như khi em đang bong á là em không bôi nữa để cho nó bong hết hoàn toàn đi đã nhé yeah. thì sau đó em mới bôi giống như bây giờ các bạn mình hãy lấy ví dụ đơn giản các bạn đi bóc lá mía thì các cô chú nhà mình mà đang đi bóc lá mía thì thấy cái cái ngọn non nó tròi ra rồi nó lộ ra rồi thì người ta phải thôi ngưng bóc để làm gì các bạn để cái mía nó khỏe lên sau đến khi nào mà cái lá bên ngoài nó lại lớn lên và nó khô tiếp thì mới bóc tiếp đó cho nên là trong cái việc bong dạng tương tự như vậy các bạn phải để cho cái da của mình nó bong hoàn toàn sau đó mình mới peel lớp thứ hai mới mới peel cái lần thứ hai chứ không phải là cái công thức cố định cái cái phần mà peel da này nhiều bạn các bạn vẫn không không hiểu được cái bản chất cho nên là các bạn cứ giam giáp theo một cái công thức thôi Công thức không phải Mình phải điều chỉnh cái thuốc theo cái da mặt của mình Cho nên tại sao cần một bạn chuyên gia để theo dõi các bạn là vì như vậy Minh Minh Thủy Spa À bạn này làm spa Anh ơi điều trị nám Bên anh khách em khỏi họ giới thiệu họ hỏi có quà gì không Cái này thì em phải hỏi bên hãng Anh không không rõ về vấn đề này Min nhỏ Abutin dùng nồng độ bao nhiêu phần trăm thì tốt nhất ạ? À? Thường là 5% nó cũng giống như hydroquinone nó điều kiện tiêu chuẩn hay là cái 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 nồng độ tiêu chuẩn nó là 4% thì cái abutin nó cũng tương tự như vậy. Kenmin bị nám nội tiết thì uống viên nội tiết có phải không em? Ờ, bị nám nội tiết mà uống viên nội tiết đó, nó giống như thể việc các bạn mất bò thì mới lo làm chuồng. Nghĩa là sao? Khi mà cái nội tiết tố các bạn nó rối loạn là lúc nám nó chưa mọc. Nhưng khi nội tiết tố các bạn ổn định rồi thì nó nám nó nó lại mới mọc. Bởi vì như này các bạn này, là thông thường cái nội tiết các bạn nó sẽ bị rối loạn khi mà chúng ta đang mang bầu, khi mà chúng ta đang cho con bú. Thì trong giai đoạn này nội tiết nó rối loạn cực kỳ các bạn thấy là kinh nguyệt không đều rồi, tinh thần không thoải mái rồi tính khí thay đổi vân vân. Thì lúc này là nội tiết tố nó nó rối loạn. Nhưng các bạn thấy là sau khi con của chúng ta lớn lên khoảng tầm 2 tuổi, 3 tuổi thì người mẹ mới thấy bắt đầu mắc mắc vấn đề về nám. À thì khi mà mắc vấn đề về nám thì thấy là kinh nguyệt mình vẫn đều. À, đi thăm khám thì bác sĩ hỏi là kinh nguyệt em dạo này có đều không? Em kinh nguyệt em vẫn đều. Đúng không? Thì thực chất cái nám này nó mọc từ khi mà các bạn đã đã đang mang bầu rồi tức là cái lúc mà nội tiết nó đang rối loạn nó đã mọc rồi chẳng qua là chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường và đến khi nó lộ lên bằng mắt thường mình nhìn thấy thì lúc đó nội tiết lại ổn định rồi cho nên nhiều khi các bạn hỏi là ủa tại sao mà trong cái cái kê đơn của anh ấy, em bị nám nội tiết mà anh chỉ có điều chỉnh là bôi 5 a với cả là bắn laser thôi mà lại không có uống nội tiết bởi vì bây giờ uống đâu có tác dụng gì đâu các bạn khi nó rối loạn là lúc nó đang bị À, lúc bạn mang bầu lúc bạn cho con bú lúc đó đang là giai đoạn dối loạn thì đúng ra là phải uống lúc đó nhưng mà tại vì mắt thường mình không có nhìn thấy lúc đó nên bây giờ nó ổn định rồi thì mình uống thì chả có tác dụng gì cả mất bò mới lo làm chuồng đó nên là chúng ta lúc đó lại tập trung cho vấn đề ở ngoài da thành ra là cái nam nội tiết nó có cái hay này các bạn này là nó chỉ bị trong một cái thời gian thôi tức là nó chỉ bị trong cái giai đoạn mà mình mình đang cho con bú hoặc là trong cái giai đoạn mà các bạn đang mang thai thôi chứ còn khi mà nó ổn định rồi nó lại không mọc tiếp nữa cho nên các bạn thấy là nó 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 làm rất chậm, gần như có những người đến 10 năm nó vẫn cứ như vậy thôi bởi vì nó lên đến một ngưỡng và nó thôi, nó không lên nữa. Nó không giống như nám mảng, nám mảng là các bạn thấy nó lan cho nên điều trị nám mảng thường là khó hơn là vì như vậy. Nám mảng thì nó dài hơi hơn Nhưng không phải là khó hơn nó dài hơi hơn cái nám nội tiết là vì như vậy. Nó phải đúng cái quy trình 5A, nám b 5C là vì như vậy. Nên cái nám nội tiết thì nghe cái vẻ có vẻ cái việc là ờ bị nám nội tiết thì uống nội tiết Nghe có vẻ là rất có lý nhưng thực chất thì lại không có lý là vì như thế. Nhiều khi trong cái đơn thuốc của mình thì mình không có kê cho các bạn cái cái gì liên quan đến nội tiết cả. Mình rất thích chương trình này nhưng không hiểu được cách để làm sao đặt câu hỏi. Thì đây bạn đang đặt câu hỏi cho mình đây. Bạn cứ nhắn vào trong cái này thì bạn đặt câu hỏi thôi. Ờ, đôi khi các bạn các bạn sẽ gặp trợ lý của Thành chứ không gặp Thành. Đó vì um, khi mà mình live stream này các bạn này là cái số lượng câu hỏi các bạn nhiều lắm nó lên rất là nhiều đây bây giờ ví dụ như chẳng hạn như bên Facebook đã lên đến khoảng tầm 600 trăm mấy chục câu hỏi rồi mà thành chỉ đọc được những câu hỏi tiêu biểu thôi bởi vì có một số bạn hỏi một số những chủ đề bên ngoài ấy, hoặc là các bạn chúc ví dụ như các bạn chúc hoặc các bạn hỏi thăm sức khỏe thì ok thành có thể là mình sẽ phải um, tua cái đó đi để làm sao đến những cái câu hỏi trọng tâm như nhiều bạn đang quan tâm lỗ chân lông em to và có tàn nhang thì phải làm sao ạ? À? Cái này gọi là điều trị bóc tách, tức là lỗ chân lông to là vấn đề của lão hóa, còn tàn nhang là vấn đề của sắc tố, hai cái này là không điều trị chung. Cái tàn nhang thì thường là em bôi bộ 5A trước, sau khoảng tầm 2 tháng cái thì em chấm để cho nó rụng xuống là hết. Còn cái cái lỗ chân lông to ấy, Thế em phải xem nó là cái sẹo đáy nhọn hay là lỗ chân lông to Bởi vì đa phần mọi người hay nhầm lẫn giữa cái sẹo đáy nhọn và lỗ chân lông to Nếu như trong trường hợp lỗ chân lông em to theo kiểu là Da lão hóa hoặc là do trước đây dùng kem trộn Rồi uh, do một vấn đề gì đó uh, Chẳng hạn như da em tiếp nhiều dầu Vân vân uh, Lỗ chân lông to rồi da thô ra Hoặc là em dùng mỹ phẩm lâu năm uh, Dùng các loại kem uh, trang điểm, kem BB, kem CC nhiều đó, Make up nhiều dẫn đến việc lỗ chân lông em nó thô nó to thì em chỉ đơn giản là em dùng cái thuốc số 3 và lọ 5C là ok đúng không? kết hợp thêm cả 5D dùng ban ngày thì càng tốt lỗ chân lông em chỉ nó xe lại trong khoảng tầm 10 ngày đến 20 ngày là em thấy là cái cái da của mình nó cải thiện rất rõ ràng nhưng mà nếu như trong trường hợp là nó là những cái sẹo đáy nhọn thì buộc là em phải ngoài cái việc là dùng ba cái sản phẩm kia thì em phải cần có thêm cái sản phẩm chấm à, gọi là chấm đáy sẹo cái dung dịch này thực chất gọi là dung dịch bạt sừng để chấm tàn nhang Nhưng nó có thể ứng dụng trong việc chấm đáy sẹo Bởi vì nó giúp cho cái da của mình nó phá vỡ cái cấu trúc sẹo đó, Nó đều là dung dịch bạt sừng thôi Tức là nó phá vỡ cái cấu trúc sừng ở đó ra Thì giúp cho da của mình nó đầy lên đó, Thì những cái sẹo này của mình nó hết Tức là ngoài cái sản phẩm là thuốc số 3 Tức là thuốc C3 ấy Nên dùng cái nồng độ cao Các bạn nên dùng nồng độ cao nếu như lỗ chân lông của bạn to Cộng với cả thuốc 5C Cộng với cả 5D tức là 5D dùng ban ngày, 5C dùng ban đêm và C3 thì dùng hàng tuần, một tuần từ 1 đến 2 lần. Các bạn sẽ thấy là cái lỗ chân lông mình nó xe lại chỉ trong vòng khoảng tầm nửa tháng đến một tháng là các bạn thấy nó rõ rệt luôn, nó xe rõ rệt. Nhưng nếu như trong trường hợp nó là sẹo đáy nhọn thì mình phải kết hợp thêm cả việc chấm một tháng mình chấm một lần vào những cái sẹo. Các bạn có thể làm tất cả mọi thứ thành đã thu thành những cái video và các bạn có thể là xin cái video đó ở bên hãng để làm gì để ứng dụng ở tại nhà của mình hầu hết những cái phương pháp của thành thì đều là những phương pháp ứng dụng tại nhà để các bạn tiết kiệm và đồng thời là mình ở tại chỗ này mình có thể giúp được những bạn ở tại mỹ rồi những bạn ở tại các quốc gia châu âu bởi vì việt nam mình có đến mấy triệu dân đi xuất khẩu lao động rồi đi sang các nước làm việc cơ mà các bạn cho nên thành ra thì những chương trình như này mình không chỉ là giúp các bạn ở trong nước đâu mà giúp nhiều bạn ở nước ngoài mà nếu như cái gì cũng phải thăm khám cái gì cũng phải đến tại tận spa mới làm được thì Gần như là các bạn không thể đến được Và các bạn lại đi mua lung tung cho nên là Cái tốt nhất là những phương pháp của mình là rất đơn giản Các bạn dùng ở tại nhà Mà quan trọng là nó đúng khoa học và hiệu quả Tam Nhi bạn ấy hỏi về cái nước gạo đúng không? Rồi ok bây giờ thì mình sẽ trả lời những câu hỏi một tí Liên quan đến uh, vấn đề về uh, sản phẩm các bạn nhé Để cho nhiều bạn đang quan tâm Đang hỏi rất nhiều về cái giá Thứ nhất là cái giá thành thì thành sẽ không có nói ở trên này đâu Bởi vì um, mình biết là trong mấy nghìn người đang xem này Có rất nhiều bạn là những người mới lần đầu ấy, Mà các bạn xem các bạn thấy là cứ nói giá rồi tiền rồi gì đó Thì nó không có hay ho Thứ hai nữa là cái Facebook ấy, các bạn Cái Facebook ấy, là mình phải tôn trọng cái cái gọi là cái gì nhỉ Cái sân chơi của họ Tức là họ họ rất là bóp tương tác Hay nói đúng hơn là họ sẽ không có thích những người nào lên đây để mục đích bán hàng Để mục đích bán hàng và họ sẽ thu tiền quảng cáo của những cái chương trình mà nếu như có mục đích bán hàng có mục đích thương mại ở trong đó cho nên khi mà chúng ta cứ lên đây chúng ta live stream rồi dựa vào cái danh hiệu cá nhân cái thương hiệu cá nhân của mình để chúng ta bán mấy cái lọ kem mấy cái lọ mỹ phẩm thì thường là người ta sẽ không thích và bản thân mình cũng không thích cái việc đó cho nên tất cả các bạn thì cái sản phẩm của chúng ta là cái bộ 5A 5B 5C 5D thì đó là cái bộ sản phẩm mà hãng phơi mắc là mình là đại diện cái thương hiệu Tuy nhiên thì mình đã nói các bạn rất nhiều là gì Nó không phải là là số 1 Không phải là tốt nhất Không phải là duy nhất Tất cả các bạn có thể là dựa vào cái hiểu biết các bạn Có thể dùng những cái sản phẩm tại nhà của mình Nếu như các bạn có piêu da sinh học rồi Các bạn có albutin rồi Các bạn có retinol rồi Các bạn có peptide rồi Các bạn có bio rồi Tất cả các thành phần đó rồi Thì các bạn có thể dùng chính cái sản phẩm các bạn đang có Để các bạn ứng dụng cái công thức nám ba bước Chứ không nhất thiết là bạn phải là Ôi em phải mua, phải mắc, em phải thế nọ thế kia không Cái đó là quan niệm sai nhá. Các bạn